chào các bạn. Hôm nay Bếp365 xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm đến từ châu Âu với thương hiệu Bosch BUZ631BB2E, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Tây Ban Nha. Đây là dòng bếp từ sở hữu mặt kính Scott Miran với công nghệ và thương hiệu đến từ Đức, và là mặt kính cao cấp được làm từ chất liệu gốm kính thủy tinh, có khả năng chịu được chính phủ sốc nhiệt mức 1 lên tới 750 độ C, gấp 3 lần những mặt kính thông thường. Mặt kính màu đen sang trọng, với viền dưới được thiết kế bát cạnh, tạo vẻ bề ngoài tinh tế và sang trọng cho sản phẩm. Sau đây, Bếp365 xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng bếp. Khi mở nguồn, sẽ hiện nút tròn màu đỏ trên biểu tượng hình khóa. Đây là chức năng khóa trẻ em, giúp đảm bảo an toàn cho trẻ không sử dụng được bếp khi chưa mở khóa. Muốn mở khóa trẻ em, cũng nhấn chữ khóa khoảng 5 giây. Bật nguồn khoảng 2 giây để khởi động bếp. Bếp có chức năng tự nhận diện vùng nấu, đèn sẽ sáng ở vùng đang đặt nồi, có 9 mức công suất phù hợp từ 1 đến 9. Bếp còn có các mức công suất như 1,5, 2,5, 3,5. Ngoài ra còn có một nút nấu ăn nhanh. Muốn sử dụng chức năng nấu ăn nhanh, chúng ta nhấn giữ vào nút Pause. Khi đó thì sẽ hiện dùng ăn nấu, mình tắt chức năng nấu ăn nhanh, ta nhấn lại cái nút Pause và trở về mức công suất bình thường. Ngoài ra, bếp còn có chức năng hẹn giờ, giúp lập trình thời gian nấu cho từng bếp và có cảnh báo âm thanh khi hết giờ. Sau đây chúng ta sẽ thử hẹn giờ 1 phút, nhấn vào nút hình đồng hồ, chọn thời gian hẹn giờ 1 phút. Nút tròn màu đỏ ở chuông cảnh báo âm thanh sẽ xuất hiện. Nút đỏ tắt, thời gian bắt đầu chạy. Trên vùng nấu đang hẹn giờ sẽ xuất hiện chấm tròn màu đỏ, sẽ có chuông cảnh báo khi thời gian hẹn giờ sắp hết. Chuông báo hiệu kêu cho biết thời gian hẹn giờ đã hết. Các mức công suất của vùng nấu đang được chọn sẽ trở về 0. Các bạn có thể thấy xuất hiện hình chữ H tại vùng nấu đang được sử dụng. Đây là nút cảnh báo nhiệt dư, tránh chạm tay vào vùng nấu để đảm bảo an toàn. Bếp sẽ tự động tắt khi không được sử dụng. Để đảm bảo an toàn, muốn sử dụng khóa này thì nhấn vào nút khóa trẻ em khoảng 5 giây. Khi đó thì chúng ta sẽ không thể bật được nguồn. Hiện bếp đang được phân phối chính hãng tại các cửa hàng và showroom của Bếp365 trên toàn quốc và bán ưu đãi.